Em ở bên bản quốc em về. Em về ở bản thì bồng theo con về đây rồi. Em ở bản không nổi thì em về. Em đi về. Bộ bộ khó lắm sao mà em nói là không nổi Hơi bị gò bó quá. là sao em? Mình sống bên này mình quen rồi, cái qua bển á tối ngày ở nhà không à, không có đi đâu. Không cho ra đường. Dạ ít ít cho đi lắm, đi cũng đi theo người thân, đi theo ba bốn người vậy đó, hình như sợ mình trốn hay gì đó. Hồi lúc đầu thì nói là sợ mới qua không quen đường không biết tiếng, nhưng mà ở bển cũng mấy năm rồi cũng vậy à, hai mấy rồi chưa có chồng con gì hết trơn đó, cái người ta mới giới thiệu đi. Rồi cái xong rồi cái giới thiệu nói là ơi ở đây cũng không có người yêu gì hết trơn á, đi lấy chồng kiếm tiền cho cha mày, sau này nếu mà được á mua đất mua các nhà cho cha mày ở. Rồi rồi cuối cùng rồi cha em mua nhà chưa? Dạ chưa, có mấy chục triệu sao mua được nhà. Cái bữa đó cũng không biết cái người ở nhà bữa đó là hình như là đi đâu á, có công chuyện bỏ nhà không vậy đó. Cái em ấy, lúc đó em có chiếc xe điện, em dắt xe điện nha, em chạy đi, em chạy đi cũng không biết đường đi, mà tại mình đâu có gì đâu, cái đi lại ở Rồi em. nhà thì để giấy tờ trong tủ đó. Bữa đó thấy không ai ở nhà, mở ra lấy, hỏi cái chị kia là cũng người Việt, chị vận chuyển đồ qua lại lấy tiền đó. Rồi cái chị chỉ em nói Cưng đi không, chị chỉ cho một người 500 ngàn. 500.000 là tiền Việt Nam á. Dạ đúng rồi, tiền Việt Nam năm Ồ trăm cũng rẻ mà. dạ. Mà cái vậy đó em chịu rồi, cái này chứ giờ biết sao, giờ ông lấy quay trở lại, đã tới đó rồi quay lại nó mất công lắm. Cái thôi bỏ 500 ngàn thì về được bên này cũng được, là coi như là đi chui luôn đó. Cái nói chung là chở xe ôm, chở đi vô đường đèo suối ra lội qua, rồi vô rừng không à, nó cũng khó đi lắm, cái đường nó hẹp chút xíu gì Rồi à. sao em mà mới ngày đầu à, lần đầu tiên em gặp người ta mà người ta chở hai mẹ con vô rừng, rồi sao trong mình em có tiền nữa mà em dám leo lên xe vậy? Chứ cũng liều đại rồi anh, chứ biết sao giờ. Được á thì mình về bên này, còn không được đi đâu luôn cũng không biết luôn. Mình đã về tới của mình, nhà mình rồi, rồi sao tự nhiên em thành men luôn vậy? Tại sợ người ở bển đâu qua kiếm, vậy thôi vậy luôn cho người ta khỏi nhận ra. Tại vì hồi lúc đi qua bển là có người bên này giới thiệu em qua bển á, là thì chồng em cũng biết bên này mà, thì gọi điện về Biết là cơ. dạ đúng rồi, ở vậy mới sợ. Làm hành Dạ thưa quý vị khán giả, thì hôm nay á, trên cái đoạn đường mà anh em đang làm thiện nguyện đi về á, thì bỗng nhiên ở trên đường thì phát hiện ra một cặp mẹ con đang nằm trên ven đường á. Thì giữa trời mưa như vậy nè, thì không biết đôi mẹ con này đang làm gì mà ngồi giữa trời mưa như vậy. Thôi thì để em tiến lại để hỏi thăm hai mẹ con vì sao lại ngồi giữa trời mưa dạ. Anh chào em nha. Rồi hai mẹ con ngồi đây làm gì đây? Chàng ơi, rồi mưa gì mà sao không kiếm chỗ đục mưa đi? Vô đục rồi sợ bán không hết số. Vô đục mưa rồi sợ bán không hết số hả? Chàng ơi, rồi con bán gì? Con bán gì nói cho chúng ông nghe coi. Chàng ơi chàng, rồi hai mẹ con mắc ngồi vậy đó hả? Rồi cháu có bận cái này không, phải áo mưa không? Áo mưa đó ha. Ướt không con? Chàng ơi bây giờ còn bao nhiêu tờ? Ừ dữ vậy. Rồi mưa này sao em bán nổi? Sáng giờ mưa nhiều quá còn nhiều gì. Chàng ơi chàng, sáng giờ mưa nhiều quá còn nhiều vậy, nhiêu đây là em biết nhiêu tờ không? 60. 60 tờ luôn hả? Rồi bán không hết là trả được không? Không, này không được trả. Bài này là trả không được hả? Chàng ơi. Rồi con của em là mấy tuổi? Năm nay nó 7 tuổi rồi. 7 tuổi nha. Thôi bây giờ như vậy đi. Bây giờ mình tạm thời bây giờ chuyển mưa lớn á. Nếu mà bây giờ với số anh không biết sao mua tiếp em nổi nè. Nhiều quá anh không biết sao anh mua nổi đây. Bây giờ để tìm hiểu về cái câu chuyện của em á, thôi thì mình xuống dưới dốc cầu đi ha, xuống dưới dốc cầu đi đặng cho đừng có mưa nè ha. Rồi anh quay anh hỏi thăm về hai mẹ con ha.
đi rồi rồi có gì anh mua tiếp cho ông mới nha. Trời ơi chàng, bây giờ đi đường nào xuống cầu ta, hình như đường này có cầu thang nè, đi mình đi đường này xuống cầu đi, đi con. Anh hỏi thăm xíu nha. Chàng ơi chàng, rồi sáng giờ bán nhiêu tờ? Đường này nè con trai. À, nãy trời mưa cho nên là anh nghe không rõ. Em cho anh hỏi thăm này, sao hai mẹ con lại ngồi dưới mưa vậy? Là tại ngồi bán với số. Nhưng mà em phải kiếm chỗ đục mưa đi, rồi xíu nữa tạnh mưa rồi mình ra mình bán. Tại mưa sáng giờ rồi, chờ tạnh mưa không biết tới nào tạnh á, sợ trễ giờ. Trễ giờ với số. Trời ơi trời. Rồi số này trả được không? Dạ không, cũng không có trả được. Không được trả ha em? Dạ. Rồi cho anh hỏi thăm nè, cha của cháu đâu, không phụ em mà để hai mẹ con ngồi bán vậy? Dạ tại em ở bên bản về. Em về ở bản thì bồng theo con về đây rồi chồng em nó không biết đường nó kiếm. Chàng ơi chàng, vậy là em là có chồng nước ngoài. Dạ. Rồi xong rồi em về đây là chồng không biết. Dạ đúng rồi. Nhưng cho anh hỏi thăm nè, người ta có chồng nước ngoài người ta giàu lắm mà sao em đi bán vé số? Người ta giàu em đâu có biết đâu, tại em ở bển không nổi thì em đi về. Bộ khó lắm sao mà em nói là không nổi? À, cũng không có gì nhiều, tại vì nó hơi bị gò bó quá. Là mình, sao em? Mình sống bên này mình quen rồi, cái qua bển á có ngày ở nhà không à, không có đi đâu, không cho ra đường. Dạ ít cho đi lắm, đi cũng đi theo người thân, đi theo ba bốn người vậy đó. Ừ dạ, nó thấy nó là đi bó. Là có người đi theo giữ gì đó hả? Dạ đúng rồi. Chàng ơi mình đâu phải ấy đâu mà giữ theo chi vậy? Ta hình như sợ mình trốn hay gì đó. À dạ. Rồi cái mới đi theo. Hồi lúc đầu thì nói là sợ mới qua không quen đường không biết tiếng. Ừ. Nhưng mà ở bển cũng mấy năm rồi. Ừ. Cũng vậy à. Yeah. Nhưng em cho nói thăm nè, ngày xưa là người ta nói như thế nào mà tự nhiên em lại chịu lấy chồng nước ngoài? Nói hồi đó người ta nói là cũng thôi cũng lớn rồi, đi lấy chồng nước ngoài đi cho có tiền cho cha. Ừ. Cái thôi lúc đó cũng hai mấy rồi. Là lúc đó là nhà em là khá hay là nghèo? Anh cũng vậy à, học cũng đâu có nhà đâu, à, ở đậu người ta. Không có nhà luôn? Dạ, không nhà. Rồi người ta lại người ta kêu người ta giống như là mai mối ấy. Dạ đúng rồi, mai mối. Rồi cái tại em hai mấy rồi, chưa có chồng con gì hết trơn đó, cái người ta mới giới thiệu đi. Ừ. Rồi cái xong rồi cái giới thiệu nói là ơi ở đây cũng không có người yêu gì hết trơn á, đi lấy chồng kiếm tiền cho cha mày. Ừ. Sau này nếu mà được á mua đất mua các nhà cho cha mày ở. Ừ. Cái hay vậy thôi, cũng thấy ở đây cũng không làm gì. Có nghĩa là gia đình em là em ở với gia đình nhưng dạ, mà không có nhà cửa gì hết. Dạ. Nhưng mà em thì lớn lên là giống như là người ta nói là nếu mà em lấy chồng nước ngoài thì sẽ có tiền để cất nhà cất cửa cho cha mẹ. Dạ. Rồi em vì thương cha mẹ cũng vì chữ hiếu cho nên là em mới quyết định là em đi qua bển. Chàng ơi chàng, nhưng khi em đi qua bển là người ta phải chồng tiền chứ? Dạ, thì chồng tiền mà đưa cho cha chứ đâu có đưa cho em đâu. Là chồng tiền được nhiêu? Hình như có mấy chục, à ba bốn chục gì á. Ba bốn chục triệu? Dạ. Sao rẻ vậy? Em cũng không biết. Chàng ơi, em cũng không biết sao mà rẻ hay là tại hồi xưa. Dạ chắc cũng vậy, cũng lâu rồi, cả chục năm rồi. À chàng ơi, coi như là số tiền cả chục năm trước mà ba bốn chục triệu rồi chắc cũng lớn à. Dạ chắc. Rồi cuối cùng rồi cha em mua nhà chưa? Dạ chưa. Có mấy chục triệu sao mua được nhà. Em cho anh hỏi thăm nè. Dạ. Rồi sao tự nhiên á anh được coi hình của em á là một cô gái rất là xinh đẹp luôn.
rồi sao tự nhiên bây giờ em men quá vậy? Tại vì em sợ tìm đó, bên bển đi qua tìm rồi cái em làm gì cho đừng có nhận ra em nữa. Dạ. Là coi như là em trốn về. Dạ đúng rồi, trốn về. Là bữa đó sao em trốn được? Tại vì người ta em nói là đi ra là hai ba người đi theo. Dạ. Rồi sao em trốn được? Thì cũng như ngày thường em ở nhà, rồi ngồi nào đi làm hết trơn. Cái bữa đó cũng không biết cái người ở nhà bữa đó là hình như là đi đâu á, có công chuyện. Bỏ nhà không vậy đó, cái em ấy, lúc đó em có chiếc xe điện, dắt xe điện em chạy đi. Chạy đi cũng không biết đường đi mà tại mình đâu có gì đâu, cái đi đại. Rồi em biết nói tiếng đó không? Cũng ít à, giao tiếp bình thường như mua đồ này kia thì cũng nhắn được. Nhưng mà hỏi đường rồi chắc không biết. Dạ, à, hỏi đường không biết, đi đại. Rồi đi đại nhưng mà rồi con em? Dạ em lúc đó em chở sau lưng á, em chở sau lưng rồi chạy dừng nào nó hết điện thì bỏ xe luôn chứ. Tại xe điện mà chạy đâu có được xa đâu, nó dễ hết điện. Là lấy chiếc xe điện đó là dạ, chạy được vài chục cây số là hết điện. Dạ đúng rồi. Cái bỏ xe? Không, cũng không phải là bỏ xe, em kiếm người dân vòng vòng đó, người dân dân mà nói chiếc xe cái này nè, tại vì mình cũng kẹt tiền rồi cái nó bán cho người ta bán rẻ lại luôn. Bán rẻ lại được ít tiền nữa. Em biết cách nói hả? Dạ cũng thì mua bán bình thường, hỏi bao nhiêu tiền thì em biết. Người ta nói số thì em cũng nghe cũng hiểu một chút. Mà cái xe điện hồi đó là mua cũng mắc mà bán lại đâu có nhiều đâu. Cái thôi mình dù sao nó bỏ không thì dục xong nó cũng ở đó thôi, bán lại kiếm được một ít nữa. Và lúc đó là trong mình em có bao nhiêu tiền tổng cộng? Hình như là tổng cộng hết luôn, bán luôn cái xe luôn, hình như là được chừng 2.500 tiền bển à. 2.500 là chưa được 10 triệu tiền Việt. Nó mới có 6, hình như 7 triệu mấy, 8 triệu hay gì à. À, bán xong là để dành nó đi về bên này đó, bắt xe. Rồi nhưng mà không lẽ họ để cho em giữ giấy tờ sao? Đó, không thì tại ở nhà thì để giấy tờ trong tủ đó. Thì thường thường mình không đi đâu, mình đâu có đụng tới đâu, người ta cũng đâu có ấy. Nói thường thường cũng có người ở nhà thì người ta đâu có khóa cái tủ làm chi. Để muốn lấy gì lấy, nhưng mà tại vì bình thường mình cũng không có lấy nữa. Bởi đó thấy không ai ở nhà mở ra lấy coi như là em đã âm thầm em để dành tiền trước rồi. Dạ đúng rồi, thì bình thường ngày thường thì hết tiền, nhưng mà tới như Tết đó thì tiền lì xì á. Cái bỏ riêng ra không xài. Là mấy người giữ em á, là mấy người đó là trong gia đình là nam hay là nữ? Thì như ông bà nội. Ông bà nội nè. Cha rồi thì em chồng rồi đó. Em chồng giữ nữa? Dạ. Thì lúc không đi học á, ở nhà thì nói chung là cũng không phải là giữ, nó không ở nhà, không đi học á thì ở nhà nói chuyện với em gì đó, nói này hỏi qua hỏi lại, nói chuyện giống như bình thường, giao lưu như bình thường nha, cũng không phải là cũng thì giống như là tại mình nói giống như giữ gì đó. Thì nói chung là không có thời gian riêng tư nhiều á. Nói chung là em đi đâu là người ta cũng đi theo chứ. Nó nói ta sợ, mình nói sợ không biết đường bên này, sợ lạc, rồi không nói nó gành, không gành tiếng thì sợ nói không được với người ta đó. Đi theo rồi cuối cùng là em đã lấy được giấy tờ. Dạ. Rồi em cũng có tiền luôn. Dạ. Rồi em đi về bằng xe gì? Dạ giống như xe đò bên mình vậy đó. Nó có loại xe đó bắt chừng 3-4 chặng là tới cửa khẩu. Rồi tới cửa khẩu rồi đi qua cửa khẩu. Dạ em thì qua được, tại vì lúc đó em giấy tờ đầy đủ, có hàng ngày nó không có giấy không qua được. Rồi sao? Không qua. Cái em chạy ra, chạy qua em hỏi cái chị kia, cái chị kia là cũng người Việt. Chỉ vận chuyển đồ qua lại lấy tiền đó. Rồi cái chị chỉ em nói Cương đi không, chị chỉ cho một người 500.000. 500.000 là tiền Việt Nam á? Dạ đúng rồi, tiền Việt Nam 500. Ồ, cũng rẻ mà. Dạ. Cái vậy đó, em chịu rồi, cái này chứ giờ biết sao, giờ ông lấy quay trở lại, đã tới đó rồi quay lại nó mất công lắm. Cái thôi bỏ 500.000 thì về được bên này cũng được, là coi như là đi chui luôn á. Em thì qua được hải quan, tại em có giấy tờ đầy đủ mà, hằng ngày thì nó không có giấy rồi người ta ẩm qua giùm. Dạ đúng rồi, em nói chung không có ngày em không có em đi, hằng ngày nó không chịu đi luôn. Bây giờ em phải đi theo, đi theo luôn, em phải đi chui luôn, là tốn 500 nữa. Không, em một mình một người lớn 500, con nít thì còn nhỏ bọng trên tay người ta không tính.
cái nói chung là chở xe ôm, chở đi vô đường đèo suối ra lội qua là cứ vô gần không à. Ừ. Nó cũng khó đi lắm, cái đường nó hẹp một xíu gì à. Rồi sao em như mà mới ngày đầu à. Dạ. Lần đầu tiên em gặp người ta mà người ta chở hai mẹ con vô gần. Rồi sao trong mình em có tiền nữa mà em dám leo lên xe vậy? Chứ cũng liều đại rồi anh, chứ biết sao giờ. Dạ, được á thì mình về bên này còn không được đi đâu luôn, không biết luôn. Chàng ơi chàng, coi như là liều đại. Em bây giờ vượt chỗ đó là em mừng. Dạ. Làm sao cũng được, miễn sao mà vượt được chỗ đó em mừng. Dạ, về bên bên Việt Nam mình là sao không được chứ. Bộ bên đó khó khăn lắm em. Không, không cũng không có khó khăn, thì nói chung là em qua bển sống mấy năm thì có vô là nói chung là em ở nhà không đó. Không được đi đâu. Dạ, ít đi lắm. À, đi chợ đi này đi vú rồi. Vậy giống như là em qua bển em làm ô xin rồi. Anh thì công việc nhà thôi, nhưng mình ở nhà mình cũng làm công việc nhà thôi, cũng không có gì. Quét nhà, rửa chén, giặt đồ rồi giữ nhà. Dạ, đúng rồi. Rồi em không có được. Vậy giống như người ta mua người về để giữ ngôi nhà người ta. Dạ. Chàng ơi chàng. Nhưng mà người ta có giống như là xem trọng mình không em? Dạ cũng được. Thì tốt nhất là này kia đám tiệc này kia người ta dẫn em đi theo, rồi lâu lâu có đi chơi thì cũng có dẫn đi theo, nhưng mà đi chơi cũng không xa. Ừ. Chàng ơi chàng, có nghĩa là đi hai mẹ con đi với một người lạ. Dạ. Là ở trong rừng mà không biết là chừng nào mới về tới nhà mình. Dạ. Mình cũng giống như là lên đại luôn. Lên đại luôn. Rồi đi bao lâu mới qua tới bên mình? Không, đi qua hải quan này chút xíu à, đi chừng chưa được nửa tiếng nữa. Nửa tiếng trong rừng? Dạ. Thì nó... Có người không? Không, thì có em với cái người vợ cỡ với con em nữa, chứ đâu có ai nữa đâu. Em ơi, okay. Tính ra em cũng gan á. Đi lại, qua được tới bên này, cái qua tới bên này có gặp người khác. Cũng chung đó, nhưng mà cái bên này thì người khác đưa. Ừ. Người đó chỉ dẫn tới cái chỗ đó thôi, rồi cái gặp người đó người ta chở về bên bên Việt. Ừ. Nếu như mà em gặp người không tốt á. Dạ. Thì chắc chở mẹ con em mất tiêu luôn rồi. Dạ. Hay là thì người ta chở quay lại người ta lãnh tiền. Dạ, dạ. Thì cái vali đồ của em thì em đâu xách theo được, em gửi cái chị xách qua giùm. Xách qua thì cũng tốn tiền, tại vì chỉ chuyên xách vali hành lý cho người qua lại mà. Ừ. Thì cũng thêm 200 nữa. Trời ơi, nhưng mà nói chung là em gặp người tốt á. Dạ. Chứ nếu mà người không tốt là người ta chở em quay về cái chỗ của em đi đó, xong cái người ta lãnh tiền người ta cho xa lắm anh. Tại từ cái chỗ đó đi tới hải quan là như đi cũng 2 ngày á. 2 ngày. Dạ. Nhưng mà người ta biết chắc là em sẽ về hướng đó. Đó không, tại vì là có nhiều nơi hay gì. Cửa khẩu nó có tới 2 cái cửa khẩu lần mà anh, cửa khẩu Việt Trung tới 2 cái cửa khẩu lần. Ví dụ như người ta đi cửa khẩu này không có, người ta chạy qua cửa khẩu kia thì em ở đó chứ đâu. Xa lắm anh, cái khoảng cách nó xa lắm chứ. Một cái tỉnh của nó rộng như lắm, đi nhiều khi nguyên ngày là chưa ra tới hết cái tỉnh đó. Trời ơi trời. Dạ. Coi như là ở bển là ở như ô xin vậy đó, đi đâu cũng có người kè kè theo 2-3 người, rồi cái đầu cái nó giống như là không có thoải mái. Đúng rồi. Rồi em mới kiếm đường em về đây. Dạ. Nhưng mà khi em về đây nè, rồi mình đã về tới của mình, nhà mình rồi. Dạ. Rồi sao tự nhiên em thành men luôn vậy? Tại sợ người ở bển đâu qua kiếm. Vậy thôi về luôn cho người ta khỏi nhận ra. Yeah. Tại vì hồi lúc đi qua bển là có người bên này giới thiệu em qua bển, là thì chồng em cũng biết bên này mà, thì gọi điện về là biết đó. Dạ đúng rồi, ở vậy mới sợ làm hành vậy luôn. Dạ. Yeah. Okay. Tôi diễn giả từ một cô gái nói chung là ngoại hình cũng khá ổn á quý nhân, thì được chọn lấy chồng nước ngoài thì quý nhân mình cũng biết rồi. Nói chung là ngoại hình cũng ổn á. Rồi sau khi mà qua bển rồi, rồi bắt đầu tìm cách trốn để quay trở về quý nha. Thì sợ rằng ở bên bển á sẽ cử người qua để dẫn về bển, qua bên này để dẫn về bển lại quý nha. Cho nên là còn một cách duy nhất thôi. Cô gái giống như là không làm cho không nhận ra nữa, làm cho mọi người không nhận ra nữa quý nha.
Cho nên là bây giờ là quý vị khán giả mình cứ nhìn vô thì tưởng một anh nào đó rất là đẹp trai. Em cho nói thăm nè. Rồi cuộc sống của hai mẹ con là như thế nào bây giờ? Dạ thì bây giờ em cũng đi bán hàng ngày về, bán vé số. Chứ hồi lúc mới về nhóc thì còn nhỏ, cũng đâu lên làm, mới đầu em cũng định làm công ty mà làm không được. Nhóc nó nhỏ không ai giữ. Công ty thì những anh tăng ca, buổi tối đâu ai giữ nhóc đâu. Bây giờ sao em không mượn cha em giữ? Dạ cha em mất cũng phải đi làm anh. À cha em mất đi làm. Dạ. Rồi coi như là em không còn cách nào khác, không đi làm công ty được vì cháu nó không có giấy tờ, rồi gửi nhà trẻ không được, phải không? Dạ không, vẫn gửi được nhưng mà tại vì nhà trẻ là 4 giờ gửi người ta về rồi, mà công ty 5 giờ, có bữa tăng ca tới 8-9 giờ, không ai đưa rước, không ai giữ. Nói chung là gửi thì được, dạ, gửi nhưng thì mà được. Cái giờ làm mình nó khác với cháu. Đúng rồi. Cho nên là không ai giữ kèm mấy giờ kia. Dạ. Còn mình để lại mình gửi thêm, mình trả thêm kiếm. Dạ không, cô tới giờ đó cô cũng mấy à, cô không có nhận. Cô không chịu tăng ca. Dạ. Rồi xong các em chọn cách là đi bán vé số luôn. Dạ, đi bán vé số thì bồng theo, dẫn theo, giữ cái bên. Từ nhỏ tới bây giờ luôn. Dạ, từ nhỏ tới giờ luôn. Thằng ơi. Thì nó về, em từ em bển về đây nó cũng 2 tuổi mấy, 3 tuổi rồi. Về đây cũng được 4, 5, 5 tuổi. Rồi em không có anh em gì giúp đỡ em sao? Dạ cũng có nhỏ em nó, nhưng mà nó còn nhỏ quá, với lại hồi lúc trước nó còn đi học. Đi học rồi, bây giờ nó nghỉ học thì nó cũng đi làm rồi. Đi làm rồi dạ. Nha. Rồi coi như là không có hỗ trợ được em nhiều. Dạ. Bởi vì đâu có ấy đâu, đâu không ai có thời gian trùng khớp được hết trơn á. Rồi mẹ em đâu không giữ? Dạ mẹ em thì mất lâu rồi. Mẹ em mất hồi lúc đâu chắc năm nay cũng 20 năm có. Mẹ em mất từ lúc nhỏ, em nhỏ. Dạ. Em có thấy mẹ giống như là em có lần nào gặp được mẹ không? Mẹ dạ không, từ đâu nào giờ em không có nằm mơ. Không không biết được mẹ mình luôn hả? Dạ có, thì nhỏ em hồi nãy em sống với mẹ mà. Sau này mẹ mất rồi mới về đây sống với cha. Coi như là con đường của em đi là không có ngày nào vui hết. Dạ. Khi vừa lớn thì bắt đầu là đi qua bên nước ngoài rồi. Xong rồi bên bển thì khó khăn không được. Rồi cũng giống như là tìm đủ mọi cách mới trở về bên này được. Dạ. Nhưng mà về bên đây được thì lại ôm theo một đứa con. Cho nên là cho em không bước thêm bước nữa. Dạ thôi, sợ khổ nhỏ. Chứ nhiều người cũng nói sao hồi lúc mà về mà không bỏ nó, bỏ cho cha nó luôn đi. Nói thôi có một đứa con một. Dạ. Rồi bước thêm bước nữa, biết đâu người ta thương, cũng thương mẹ con vậy. Cái đó cũng hên xui lắm anh em. Thôi thấy vậy thôi, sống vậy luôn. Coi như là em sợ rằng người cha không thương con. Dạ. Cho nên là em như vậy luôn. Dạ. Từ một cô gái có ngoại hình cũng khá, rồi xong rồi quá thành vậy luôn. Vậy là em vừa làm cha rồi vừa làm mẹ luôn hả? Dạ. Vậy lâu lâu cũng chọc nó hoài, kêu nó ra đường đừng kêu mẹ nó nha, kêu anh hay kêu cha gì cũng được mà nó không chịu kêu mẹ rồi. Cây cái này là mẹ hay cha nè? Cái này là cha mới đúng. Chàng ơi chàng, coi như là em ngại là sợ là bên kia người ta qua ha. Dạ. Qua tìm em ha. Có gì thì qua mình trả tiền lại cho người ta. Em dạ có tiền trả không? Dạ không. Với lại trên giấy tờ cũng kết hôn rồi, trên giấy tờ rồi. Chứ em cho bởi đây chứ chưa có ly hôn mà. Dạ. Nhưng mà bây giờ hai mẹ con bán cái số gì đó ngày kiếm được bao nhiêu? Dạ chừng 100 mấy. Rồi đủ lo cho cháu ăn uống rồi đi học gì không? Dạ thì cũng vừa đủ vậy thôi. Cháu có đi học chưa? Dạ có, năm nay vô học lớp 2 rồi. Vậy là em cho vô học lâu rồi ha. Dạ. Tại nghỉ hè rồi giờ vô học nha. Dạ. Rồi sao bữa nay đi bán vé số?
Em bữa nay chủ nhật với lễ anh. À, vậy là ngày thường là cháu học rồi sao? Dạ thì sáng em đưa đi học tới giờ rước, mà em thì bán. À, bữa nào nó học một buổi thì em đỡ được đưa rước một chút, mà bữa nào học hai buổi mắc đưa rước bốn cử thì bán nó hơi chậm. Ừ. Rồi hai mẹ con từ lúc về tới giờ để dành được nhiêu rồi? Không có. Không có. Sao không có? Ừ, ai làm cũng có dư, không để hai mẹ con làm không có dư. Em không có dư luôn. Không có dư ngàn nào luôn hả? Dễ gì lâu lâu cũng phải dư chỉ chứ. Không có thiệt luôn, mà có là em đeo rồi. Coi như là hai mẹ con làm là vừa đủ ăn đủ mặc à? Dạ đúng rồi. Ừ. Kệ, vừa đủ ăn là mừng anh. Ừ. Thì nói chung á là anh được biết á là em là cũng đã trải qua cái câu chuyện á mà có chồng nước ngoài. Thì không biết rằng á có nhiều người cũng như là nhiều bạn nè, sắp tới đây hoặc là nếu mà đủ nhân viên xem được cái video này á, không biết rằng em có lời gì muốn gửi đến những bạn mà có dự định cũng như là mong muốn là sẽ có được một người chồng nước ngoài á, em có lời gì muốn gửi tới những bạn đó không? Dạ thì nói chung á, các bạn nếu mà có dự định hay là ý muốn á là đi lấy chồng nước ngoài á thì suy nghĩ kỹ kỹ một chút, để không thôi trốn về như tôi. Với lại ở bển là nhiều khi qua khí hậu với cách ăn uống đồ này kia nó cũng khác với mình dữ lắm. Em có gặp được những người bạn đi cùng với em trong cái chuyến đó không? Dạ không, lúc đó em đi có mình em à. Có mình à? Dạ, có mình em à. Nhưng mà qua bển cũng có người Việt. Mà em sau này em về đây em mới biết. Thì ra trong cái xóm đó cũng có người Việt luôn, mà về đây rồi em mới biết. Vậy là trong xóm nó cũng có người Việt luôn? Dạ, cũng lấy chồng nước ngoài luôn à. Mà chung một xóm với mình luôn. Mà người ta không nhìn mình? Không phải là không nhìn, mà gia đình là nói em về đây rồi mới nhắn tin với em. Nói tôi biết bạn, tôi biết bạn ở gần tôi mà tôi không dám qua. Sao vậy? Nói bên nhà chồng bạn nói tôi không có được gặp nói chuyện. Chàng ơi. Rồi em về đây rồi lúc đó hay tin em về đây nè. Rồi mấy chị kia cái gì bển rồi mấy... Mấy nhắn tin, mấy kết bạn, em thấy ủa ai kết bạn với mình vậy? Em kết thì em cũng đồng ý luôn. Mà cái chị nói giờ bạn về được tới đâu rồi? Nói về tới Việt Nam, đang ở Việt Nam. Ừ. Nó hỏi trời ơi, tôi ở gần cũng kế nhà bạn nè, chung xóm nè. Nó nói trời trời. Mà còn không biết nữa đó hả? Dạ, em cũng không biết luôn. Không gặp luôn hả? Chỉ qua trước em mấy năm trước luôn. Mà không có đi ra đường để em gặp luôn. Em thì cũng đi ra đường, nhưng mà tại nhiều khi là tại vì em đi nhiều khi cũng có gặp. Nhưng mà tại vì thì chỉ đâu nói là người Việt mình cũng đâu có biết đâu. Với phần chắc anh nghĩ là do là nhiều khi là em là còn đỡ xíu. Dạ. Còn người ta còn khó hơn. Dạ. Thì nói chung là chỉ có hai con. Có ai mà giàu không em? Có ai mà đi qua bển rồi giàu không? Cái đó thì cũng không biết, nhưng mà hay nghe cũng có người nói là lấy chồng giàu rồi cũng khó khăn à. Ừ. Nó cũng không có cho tiền gì nhiều đâu. Mình tưởng đâu là qua thì bên bển cho mình tiền nhiều. Dạ. Ai về đâu. Nhiều khi qua cho, bển giống như ô xin. Cho nhiều khi cho nhiều lúc đầu thôi. À, lúc cho, đầu này lúc đầu vừa dạ. Làm cho mình tin. Dạ. Ai nhà đâu qua thời gian cái giống như ô xin ha. Giữ nhà nè, quét nhà nè, nấu cơm nè, giặt quần áo thêm giữ con nữa. Dạ. Thì qua bển khí hậu nó khác mình dữ lắm, cách ăn uống phong tục là nó cũng không có giống mấy nữa. Đồ ăn cũng không giống nha. Dạ đúng rồi. Qua bển hồi mới qua đầu mấy bữa đầu thì em còn ăn cơm, chứ về sau từ đó về sau là ăn cháo không, toàn là cháo với không quen hả? Dạ không quen. Tại vì bên này mình ngày nào bữa nào mình cũng ăn cơm hết trơn á. Ừ. Mà ở bển thì người ta thì lâu lâu một người nửa tháng hay một tháng thì người ta mới ăn cơm một lần. Thường thường là ăn cháo, ăn đồ ăn thì nhiều, giống như coi phim gì đó. Phim gì đó anh coi thấy cũng ngon mà. Mà nó cái dầu mỡ lắm, món nào cũng có dầu hết trơn. Ừ. Nó không có canh nữa. Bên mình có canh, bên mình thì có bột ngọt, nước mắm, nước tương, đồ này kia. Ở bển mình chỉ có muối.
với dầu ăn. Ừ. Nhiều thôi chứ cũng ít bột ngọt này kia lắm. Như không là giống như là khẩu vị khác mình. Dạ đúng rồi, ăn mặn nhiều, dầu mỡ nhiều. Thì ngày hôm nay á, mấy anh em anh cũng thăm hai mẹ con em á, thì cũng có phần duyên của cô Vương Cẩm Vân. Để anh lấy cái ha. Cũng có phần duyên của cô Vương Cẩm Vân, có pháp danh là cô Tâm Huệ ha. Sẽ trao cho em là 1 triệu, cũng như là trao cho hai mẹ con là 1 triệu. Thì anh hy vọng gần với cái số tiền này nè, em có thể trích ra lo cho con ăn học, đóng tiền trường sắp tới nè, rồi còn một ít em mua gạo với mua nhu yếu phẩm để hai mẹ con dùng ha. Em cảm ơn. Đây là phần duyên của cô Vương Cẩm Vân, có pháp danh là cô Tâm Huệ. Em có lời gì muốn gửi tới cô không? Dạ, cái này không biết nói gì, cảm ơn cô nhiều. Mừng không? Mừng. Ví dụ như hai mẹ con mà bán mà đi kiếm để dành được 1 triệu là bao lâu mới để dành được? Em cũng để dành hoài mà không được. Để dành hoài mà không được hả? Cứ mới được có ít cái là hay. Rồi rồi đóng tiền trường là... cho con là sao? Dạ thì đóng tiền trường thì tới lúc đó vô kêu hỏi cô nói coi ví dụ xin hết học kỳ đó được không? Rồi mới đầu mới gom lại từ từ. Chàng. Hoặc là đi mượn ai đó rồi trả lại sao? Coi như là đóng tiền trường rồi xíu. Dạ. Trả góp. Dạ đúng rồi. Dạ. Chú diễn giả, chú quý mạnh thường quân trong và ngoài nước. Thì một lần nữa cho mấy anh em của Ngôn thay mặt hai mẹ con gửi lời cảm ơn chân thành đến quý mạnh thường quân, đặc biệt nhất là cô Vương Cẩm Vân có pháp danh là cô Tâm Huệ, trong ngày hôm nay đã trao đến cho hai mẹ con số tiền là 1 triệu để hai mẹ con có thể lo tiền học cũng như là mua một ít nhu yếu phẩm lo cho cuộc sống hàng ngày. Một lần nữa cho mấy anh em Ngôn thay mặt hai mẹ con gửi lời cảm ơn chân thành ạ. Dạ rồi. Còn bây giờ thì Ngôn xin phép được kết thúc video và nguyện cầu chúc cho quý vị khán giả cùng với quý mạnh thường quân trong và ngoài nước sẽ luôn có thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn hạnh phúc bình an mỗi ngày. Ngôn xin chào và hẹn gặp lại ở một video kế tiếp ạ.